Petro Việt Nam, 9 dấu ấn nổi bật năm 2023. 1. Hoàn thiện thể chế chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, tạo tiền đề cho chiến lược phát triển ổn định, bền vững. Luật Dầu khí năm 2022, số 12/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và Nghị định 45/2023/NDCP ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí là khung pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ để thúc đẩy và phát triển hoạt động dầu khí. Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2023. Tập đoàn đang khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo tại quyết định số 1243, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đề án, song song khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa các đơn vị thành viên và chuẩn bị các điều kiện để thoái vốn các đơn vị theo kế hoạch ngay khi có cơ hội thuận lợi. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến hết năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2023. Đề án điều chỉnh và thay thế nghị quyết số 41/NQ-TU ngày 23 tháng 7 năm 2015 về chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035 đã hoàn thành. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã trình Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới tạo điều kiện cho tập đoàn phát triển thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, được phép triển khai thực hiện đầu tư phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi. Phê duyệt nghị định thư sửa đổi hiệp định liên chính phủ về hoạt động của Vietso Petro và Rút Việt Petro, Chính phủ Việt Nam đã ký nghị quyết số 216/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2023 và ngày 19 tháng 12 năm 2023. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ban hành luật liên bang phê chuẩn hiệp định liên chính phủ về VSP và RVP. 2. Đổi mới công tác quản trị, xây dựng kế hoạch quản trị với mục tiêu cao, áp lực lớn hơn, cùng 6 nhóm giải pháp triển khai để tạo động lực phát triển, tối ưu quản trị, ứng dụng công nghệ để nâng cao công suất, hiệu suất tại các nhà máy, quản trị sự thay đổi trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao năng suất lao động. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu đều hoàn thành vượt kế hoạch năm 2023 chính phủ giao từ 2 đến 33%, đó là khai thác dầu thô vượt 12%, khai thác khí vượt 26%, sản xuất xăng dầu vượt 33%, sản xuất đạm ure vượt 9%, sản xuất LPG vượt 14%, condensate vượt 2%, polypropylene vượt 32%. Đặc biệt, trong đó có 6 chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng từ 3 đến 31% so với năm 2022, đó là sản lượng điện đạt 23,7 tỷ kWh, tăng 31%, sản xuất xăng dầu tăng 7,3%, kinh doanh xăng dầu tăng 11,2%, đạm hạt đục tăng 2,8%, NPK Cà Mau tăng 24,1%, polypropylene tăng 12,2%. Năm thứ năm liên tiếp, Petro Việt Nam được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đánh xếp hạng tín nhiệm độc lập ở mức BB+, đã phản ánh chính xác về tình hình kinh doanh và tài chính vững mạnh của Petro Việt Nam với mức độ liên kết cao trong các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn. Tối đa hiệu quả và tối ưu chi phí, tổng chi phí tiết kiệm từ nguyên vật liệu, vận hành khai thác, chi phí quản lý, bán hàng, mua sắm trang thiết bị toàn tập đoàn năm 2023 đạt 3.072 tỷ đồng, vượt 37% so với kế hoạch đề ra. 3. Vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội thị trường, lập nhiều kỷ lục trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2023, tổng doanh thu toàn tập đoàn lập kỷ lục mới trong lịch sử hình thành và phát triển đạt 942,8 ngàn tỷ đồng, tăng 11,6 ngàn tỷ đồng so với kỷ lục đã xác lập vào năm 2022, 931,2 ngàn tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, sản lượng dầu khí suy giảm và biến động không ổn định của giá dầu thô, giá các sản phẩm chủ lực phân bón, lọc hóa dầu giảm từ 17 đến 30% so với năm 2022. Đạt kỷ lục sản xuất xăng dầu và ure Cà Mau kể từ khi BSA, PVOI và PVCFC đi vào hoạt động. Đạt kỷ lục kinh doanh xăng dầu với tổng sản lượng đạt 5,2 triệu mét khối. Đây là mức sản lượng kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập PVOI đến nay. Đạt kỷ lục về doanh thu LPG gần 2,5 triệu tấn, sản lượng cao nhất kể từ trước đến nay. 4. Góp phần quan trọng ổn định kinh tế, xã hội của đất nước. Tổng doanh thu toàn tập đoàn tương đương 9,2% GDP cả nước. Tổng nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn
chiếm tỷ trọng khoảng 9% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cân đối vĩ mô và tham gia mạnh mẽ vào bình ổn thị trường, cung cấp nhiên liệu cho an ninh quốc phòng, cung ứng hàng hóa thiết yếu, đáp ứng trên 75% nhu cầu xăng dầu cả nước, đáp ứng trên 73% nhu cầu phân bón của cả nước, chiếm trên 75% thị phần LPG của cả nước và cung cấp 20% thị phần nội địa trong kinh doanh xăng dầu. Petro Việt Nam được Fitch Ratings đánh giá có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế xã hội của cả nước. Các hoạt động của Petro Việt Nam đều có ảnh hưởng trọng yếu đối với toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng tại Việt Nam. Sức ảnh hưởng của Petro Việt Nam đối với nền kinh tế xã hội Việt Nam được đánh giá tương đương những công ty dầu khí quốc gia trong khu vực như Pertamina, Indonesia. 5. Mở rộng quy mô, nâng cao công suất các nhà máy, tạo vị thế vững chắc cho chuyển dịch mô hình kinh doanh của Petro Việt Nam. Mở rộng quy mô trong nước, đẩy mạnh hoạt động quốc tế tại các quốc gia như Singapore, UAE, Đài Loan, Malaysia, Lào, góp phần quan trọng hình thành hệ thống cơ sở vật chất, làm nền tảng mở rộng quy mô, gia tăng giá trị Petro Việt Nam trên thị trường thế giới. Đặc biệt, chủ động nắm bắt cơ hội trong xu hướng chuyển dịch năng lượng để phát triển các sản phẩm mới, từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh. Các nhà máy của tập đoàn đều hoạt động liên tục, an toàn, ổn định, tối ưu công suất, hiệu suất. Các nhà máy lọc dầu công suất trung bình đạt 105-112%. Các nhà máy đạm được tối ưu với công suất đạt 114-115%. Tại các nhà máy điện của tập đoàn luôn sẵn sàng cung cấp với độ khả dụng cao. 6. Công tác quản trị đầu tư tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả tích cực. Quản trị tốt danh mục đầu tư trong tất cả 5 lĩnh vực, tập trung các nguồn lực đầu tư vào các dự án có hiệu quả cao, rà soát kế hoạch đầu tư, đẩy mạnh công tác giám sát đầu tư, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án cấp bách. Nhiều dự án, công trình được đưa vào sử dụng, vận hành. Dự án Thái Bình 2 đã được hồi sinh, hoàn thành và đưa vào vận hành. Tổ chức thành công lễ khánh thành và các thỏa thuận chuỗi dự án khí điện Lô Bê Ô Môn được ký kết, triển khai sau quá trình chuẩn bị nhiều năm. Hoàn thành đưa vào khai thác 4 mỏ công trình dầu khí gồm dàn RC8, dàn BK4A, mỏ Bunga Lavatera. Giá trị thực hiện đầu tư đạt 31,8 ngàn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022, 25,6 ngàn tỷ đồng. 7. Công tác chuyển đổi số đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao giá trị, từng bước hình thành nền tảng số đồng bộ trong toàn tập đoàn. Petro Việt Nam đã hoàn thành số hóa toàn bộ các văn bản và thường xuyên cập nhật trên các ứng dụng AI và tích hợp hệ thống quản trị nguồn doanh nghiệp ERP. Petro Việt Nam đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu Data Warehouse và kết nối các hệ thống ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin, xây dựng các nhà máy thông minh, nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng sức cạnh tranh và đạt được những lợi ích thiết thực. Đó là triển khai đồng bộ nền tảng số DMS, CRM và phát triển giải pháp AI tại PVCFC, xây dựng văn hóa số song song với việc ứng dụng các giải pháp, nổi bật là chương trình PVOI Easy của PVOI. 8. Đổi mới sáng tạo các sản phẩm mới trong sản xuất, kinh doanh, bổ sung các động lực tăng trưởng mới. Phát triển chuỗi liên kết giá trị trong hệ thống Petro Việt Nam đã góp phần tích cực cho các đơn vị thành viên trong tập đoàn cùng nhau nghiên cứu các giải pháp tối ưu nhằm tối đa nguồn lực, phát huy thế mạnh theo từng lĩnh vực để đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó nổi bật là BSA đã nghiên cứu, sản xuất và xuất bán thành công 3 sản phẩm mới BOPP, RFCC NAFTA, MIX-C4 và tối đa chỉ số RON của RFCC NAFTA, Reformat và Isomet để tăng sản lượng xăng Bogas 95, PVChem phát triển các sản phẩm hóa chất, hóa dầu có giá trị cao, thân thiện với môi trường như sản xuất PP Pillar Master Batch Compound từ bột PP. Song song với mục tiêu làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới, tập đoàn đã tập trung đánh giá, nghiên cứu xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh, trong đó tập trung hướng tới điện gió ngoài khơi để phát triển lĩnh vực công nghiệp, năng lượng của Petro Việt Nam. Với vai trò là đơn vị dẫn dắt, PTSC đã cụ thể hóa chủ trương phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, hợp tác với SCU để đầu tư xuất khẩu điện sang Singapore từ nguồn năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam và tích cực tham dự triển lãm tại Đài Loan để mở rộng cơ hội hợp tác, xây dựng chuỗi cung ứng trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi nói riêng và năng lượng tái tạo ngoài khơi nói chung tại Đài Loan và mở rộng ra các nước trong khu vực. 9. Tái tạo văn hóa Petro Việt Nam, nâng cao giá trị thương hiệu. Tăng trưởng giá trị thương hiệu, công tác truyền thông, tái tạo văn hóa PVN, hoạt động an sinh xã hội được thực hiện gắn với các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của tập đoàn, khẳng định rõ giá trị cốt lõi của văn hóa dầu khí là
khát vọng, trí tuệ, chuyên nghiệp, nghĩa tình. Năm 2023, giá trị thương hiệu Petro Việt Nam đạt 1,382 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với năm 2022, 1,296 tỷ đô la Mỹ, với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức AA. Đây là năm thứ tư liên tiếp PVN góp mặt trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Năm thứ 15 liên tiếp Petro Việt Nam góp mặt trong top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.